Hello, xin chào toàn thể anh em quay trở lại với kênh YouTube của em Thanh Phạm Hàng Nhật Bãi Mỹ Đức nhé. Đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em và các bác. Chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình. Ngày hôm nay em lại lên cái video để chia sẻ cho anh em một số cái dòng sản phẩm đó và đặc biệt giới thiệu cho các bác một số cái dòng sản phẩm mới về nhé. Ở đây thì hàng cũ cũng còn rất là nhiều, hàng mới lại về liên tục mọi người ạ. Đó, thì đầu video thì cho em xin gửi lời chúc toàn thể anh em nhé. Chúc sức khỏe toàn thể anh em. Anh em bớt chút thời gian cho em Thanh xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhé. Ở đây thì mặt hàng mới về là em có những cái dòng như là băng dịch keo của Nhật này. Đấy, hàng chưa sử dụng, nó thì vận chuyển về nó còn nguyên như này nhé. Và một số nó còn ọp ẹp tí này. Đấy, nó méo nhưng mà mình chỉnh lại tí thì không sao. Đó. Đây băng keo này nó dày khoảng 2 phân đến hơn 2 phân, có cuộn 1 phân. Đấy, rồi là bóng đèn 4 cánh này, đèn pha cảnh báo này dành cho anh em nhé. Đó, và hôm nay là sẽ là sắp xếp cái buổi video này ngày hôm nay là em sẽ sale giá cho anh em nhé, giá cực kỳ tốt luôn, nên anh em bớt chút thời gian cho em Thanh xin nút like đó, và không để mất thời gian của mọi người nữa, thì để em sẽ giới thiệu đầu tiên đó là những cái dòng đèn pha cảnh báo này nhá. Ở cái này thì đèn pha cảnh báo này thì nó hàng là hàng mới về này. Đấy, mới về rất là nhiều luôn. Và để em giới thiệu chi tiết đến cho anh em nhé. Giới thiệu chi tiết đến cho anh em chờ em một chút này. Cái dòng cảnh báo này á thì của nó là dạng 30W mọi người ạ, 30W. Đó. Và hàng này thì nó là hàng LED này. Hàng LED mà và nó dùng pin 18650 anh em nhé. Rất là thích hợp cho anh em dùng trong gia đình này, rồi anh em đi làm đi có xe cộ, đi vào những cái vùng mà nó khuất thì xe cộ nó hỏng thì anh em dùng để làm cảnh báo được. Đấy. Và hôm nay là cái giá là cực kỳ là ưu đãi luôn anh em ạ, giá cực kỳ rẻ luôn. Đấy, mà mã này cực kỳ ngon. Đây này nó dùng pin 18650 anh em nhé. Đấy, ở đây thì cái dòng đèn pha này, đấy gọi là đèn pha cảnh báo. Cái này thì anh em xách được nhá, xách được. Đấy, mọi người kết nối cái chân này vào đây cho giúp em này. Đấy, kết nối cái chân này vào đây giúp em. Đấy, để cái này để em xoáy ngược lại này. Xoáy ra, xoáy cái ốc này ra này. Anh em nào mới vào cho em Thanh xin một nút like nhá. Cảm ơn toàn thể anh em và các bác. Đó, khi mà chúng ta kết nối vào được như này rồi, cho cái chân vào đây để nó thành một cái đế nhá anh em nhá. Trên đầu này là chúng ta có một cái phần xách này. Ở đây là nó dùng pin 18650. Đó. Và cái phần lỗ sạc ở đây này có cả nút chống mưa luôn. Đấy, tránh nút mưa luôn nha anh em nhá. Ở đây là cái này là nó có một cái tản nhiệt ở đây. Đấy, có một cái tản nhiệt ở đây để cho nó tản được cái độ nóng. Đấy, ở đây là có hai cái xoáy để chúng ta định vị ở đây. Đấy, như các bác đã quan sát này. Phần này là chúng ta lắp pin vào nhé, nó sẽ kèm thêm cho anh em là ba cái viên pin 18650. Đấy, nó rất là dễ thay, anh em dùng nhìn lâu ngày đấy thì chúng ta có thể là thay thế rất là dễ dàng cái dòng pin 18650 này. Bây giờ cái dòng pin này nó rất là phổ cập rồi, nó rất là phổ cập rồi đó. Cái đèn này rất là hay nên là em có nhập về để cho anh em, để anh em có thể là gì nhá. Đây là cái phần cạp ấy này, cạp nắp này. Phần cạp nắp này nó cũng có chức năng là chống nước luôn. Nên là anh em để chỗ đoạn mưa cũng rất là ok. Không có vấn đề gì. Đấy, mọi người kẹp vào đây cho em nhé. Đó, đây. Các bác và anh em có thể quan sát một lúc này. Đó. Ở đây thì chức năng của nó nhé. Đèn này nó dạng đèn pha. Nên là cái độ tỏa ánh sáng nó rộng nhé. Và nó có rất là nhiều chức năng ở đây. Đây. Đấy, nó có hai nấc này. Đấy, một nấc nữa là nấc cảnh báo nhá. Đấy, nó nháy này. Đó anh em nhá, cảnh báo. Và sản phẩm này ấy, thì nó sẽ gồm thêm cho anh em là một cái dây sạc adapter này. Đấy, một cái dây sạc để chúng ta kết nối vào cái phần phần góc này nhá. Đấy, chúng ta sạc. Đó, hết pin chúng ta sạc. Thì con này
anh em nhà mà mất điện hoặc là xách đi đâu đó thì cũng rất là tiện lợi nhé. Đây này, cầm đi, chúng ta xách đi, đèn rất là sáng luôn. Đó, độ sáng là độ sáng rộng nhé các bác nhé, độ sáng rộng nó không như là dạng đèn pin nó sáng rọi, nhưng mà đây là sáng rộng. Đó, khi mà anh em đang ăn cơm mà mất điện thì cũng thích có thể dùng được cái dòng này. Báo giá luôn cho anh em, đó là sản phẩm này là 220.000, là con đèn cảnh báo, đèn pha cảnh báo nhé, đèn pha cảnh báo rất thích hợp cho anh em dùng này. Giá thành nó rất là hợp lý, rất là rẻ, nên là anh em cần thì liên hệ với em qua hai cái số em đã ghim trên màn hình nhé. Đấy, đây rất là sáng này. Đấy, anh em cần có thể là chế độ nháy luôn này. Đó, ok. Và bây giờ em sang sản phẩm tiếp theo nhé. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em, đó là một bộ dao của Đức. Đó, thì cái video ngày tối ngày hôm qua ấy, thì em đã có giới thiệu đến cho anh em, bóc ra cho anh em một bộ rồi. Đấy, một bộ của nó là sẽ gồm một khay đựng như này và đầy đủ các chi tiết nhé, đầy đủ các chi tiết ở đây. Đó, phần đầu này thì nó thiết kế một cái logo dập nổi ở trên hộp dao này. Đấy, và đây em đặt để cho anh em xem. Đấy, và nó sẽ gồm cho anh em này một cây gọt trái cây anh em nhé, một cây gọt trái cây này. Đấy, rất là tuyệt vời luôn, cực kỳ là sắc bén nhá. Đấy, tiếp theo này là một cây chuyên thái gọt. Đấy, nó đến từ thương hiệu Winling. Đấy, đây là con bộ dao Đức. Đó, nó làm một cái đường cong rất là tuyệt vời luôn, cầm rất là sướng nhá. Đấy, rất là sắc bén, và ở đây nó làm được những cái vân nhám như này. Đấy, những cái lỗ như này để cho miếng thịt khi mình thái thịt nó sẽ không dính vào những cái bản dao này nhá, thái cực kỳ là sướng luôn, bằng tay luôn. Đó, Made in Germany này, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, thương hiệu Winling, Made in Germany. Đó, và phần này nó là những cái con tiếp theo là con này là con dao thái bản lớn anh em nhé, dao thái bản lớn. Đấy, rất là ngon. Thực ra như em là làm nghề bếp, trước em làm nghề bếp thì em rất thích thái những cái con dao bản lớn như này. Đấy, anh em nhìn em biết, anh em nhìn em mà cầm con dao đã biết chắc chắn là em là có nghề rồi này. Đấy, có nghề rồi. Còn bình thường các bác cầm hay cầm như này rất là lỏng bẻo luôn. Đấy, cầm nên các bác cầm như này này. Đấy, phải cầm như này, hai tay thì kẹp vào cái bản dao như này thì nó mới đổ chắc được, mới chắc được khi mà mình thái những cái miếng thịt ấy, nó không bị lung lay. Con tiếp theo là con dao chuyên chặt nữa nha anh em nhé, con chuyên chặt này. Con chuyên chặt này thì nó thực chất ra thì nó lại béo bản hơn là con dao thái anh em nhé, béo bản hơn con dao thái, nhưng mà nó độ nặng của nó nặng hơn. Đấy, và sản phẩm này thì giá là sale xuống cho anh em là còn 1.000.000 đồng anh em nhé, 1.000.000 đồng. Nó sẽ gồm cho anh em thêm một cái liếc mài dao và một chiếc kéo gà nhà bếp. Đấy, chuyên kéo chuyên cắt gà, hàng thương hiệu Winling, Made in Germany. Đấy, phần kéo gà của nó đây. Đó anh em nhé, kéo cắt cực kỳ là ngon luôn, kéo cắt cực kỳ là ngon. Đó, sản phẩm này là 1.000.000 đồng anh em nhé, anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Thanh. Đấy, thì em còn chỉ còn vài bộ như này nữa thôi, còn vài bộ nữa thôi. Đấy, một bộ như này. Đấy, nó gồm cho mình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món tất cả anh em nhé, 7 món tất cả. Đó, sản phẩm tiếp theo thì em có giới thiệu đến cho anh em, đó là một cái bộ điều khiển từ xa. Thì bộ này thì dành cho anh em và các bác điều khiển thí dụ như là máy bơm nước này, rồi là máy rửa xe, rồi là các thiết bị cho các bác cần phải điều khiển. Đó, thì con này công suất của nó là 40A nhá anh em nhá, 40A này. Đấy, nó đến từ thương hiệu Homenet nhé. Con này thì nó là hàng rất là ngon luôn, thương hiệu Homenet này. Và nó sẽ kèm thêm cho anh em và là một cái điều khiển như này, điều khiển này. Và tốc độ điều khiển bắt sóng của nó lên tới 1 cây số. Đấy, nếu mà nó không có nhiều vật cản thì đâu đó khoảng tầm 50 ấy nhá, 500 mét anh em nhé. Và đây là cái bóng báo này, bóng báo để ấy này, lát nữa em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em. Ở cái phần này thì nó rất rất dễ sử dụng anh em nhé. Con này mà anh em kết nối vào cái cổng
cánh cửa tự động này, kéo lên bật xuống này. Đấy, cửa đóng tắt mở các kiểu rồi đưa ra đưa vào. Đấy là cửa đóng tắt mở này. Rồi là những cái máy bơm nước điện này. Ở đây thì nó, phần kết nối thì rất là đơn giản thôi. Số 1, số 2 là mình sẽ đấu đầu vào. Và đây này, số 3, số 4 này thì chúng ta sẽ đấu đầu ra các thiết bị nhá. Đó, con này công suất của nó là 40A. Và nó có như mình dùng như một cái máy bơm máy bơm 2,2 kg rồi motor 2,2 kg đều chiến tốt được nha anh em nhá. Đấy, anh em muốn cần khỏe hơn thì đấu qua một cái áp khởi động từ. Đấy, cực kỳ là ngon. Đó. Con này thì điều khiển tới một cây số được anh em nhá, một cây số. Ở đây thì mô hình này, mô hình em đã lên sẵn cho anh em rồi. Đấy, giới thiệu luôn cho anh em, đây là có bóng led Comet nhá. Bóng led Comet, bóng led âm trần, ba chế độ cực kỳ là ngon này. Nó rất là mỏng này. Đấy, rất là mỏng. Thì để em giới thiệu sau nhá. Ở đây này, em đã đấu mô phỏng cho anh em rồi đây. Nguồn điện vào này, số 1, số 2 này. Và nguồn điện ra các thiết bị là số 3, số 4 này. Đấy, em đã đấu vào con bóng led này rồi. Bây giờ em sẽ bật lên cho anh em xem nhá. Bóng báo nguồn này, bóng báo nguồn màu đỏ này. Khi mà chúng ta ấn lên này, đấy, là nó lên màu xanh này. Và bóng này cũng là màu xanh luôn. Đấy, bóng này lên màu xanh nhá. Đấy, tắt này, mở này. Tắt này, mở này. Đó, rất là tiện lợi. Anh em thấy không, độ trễ của nó 0,1% luôn. 0,1% luôn. Đấy, giới thiệu với anh em luôn, đây là cái bóng led Comet nhá, rất là xịn sò luôn. Bên ngoài thì nó là được một cái viền led xanh nhá. Ở đây là cái tấm meca trong của nó rất là đẹp. Anh em mà lắp vào trong trong gia đình đây này rất là sáng nhá, rất là sáng. Và cái con này rất là mỏng luôn. Đấy, anh em mà nhà có bóng lao nai rồi có thể điểm thêm cho em cái dòng này, hoặc có thể nhà anh em nào đang chuẩn bị mới xây nhà đang hoàn thiện thì nên dùng cái dòng này nhá. Báo giá luôn cho các bác là cái dòng này á thì là bác mua một vài cái thì giá là 170.000 đồng, còn anh em nào mua với cái số lượng từ trên 10 cái thì em sẽ hỗ trợ cho anh em cái giá tốt hơn nhá. Đấy, hoặc mua nhiều hơn thì em sẽ hỗ trợ cho anh em cái giá tốt để anh em có đồ dùng, mọi người dùng nhá. Đấy, rất là ngon lành luôn. Hàng này thì nó là hàng thương hiệu của Comet này. Đó, và các bác thấy này, đây là một cái củ nguồn của nó này, nó rất là to luôn. Hôm trước em đã có tháo ra giới thiệu cho anh em rồi. Đó, đây này, in vào là AC là 85/265V này, 50/60Hz nhá. Ở quýt da của nó này, cái này của nó là đâu đó là 1W thôi, 1W này. Đó, em đọc thông số ở trên này. Và cái bóng này á, công suất của nó là 14W nhá. Công suất của nó là 14W và điện áp mà có thể dùng điện 100 cho đến điện 240VAC. Đấy, lỗ khoét của nó là 130. Đấy, mọi người nhá, 130. Đó. Thì giá sản phẩm này ấy, thì 170.000 nhá anh em nhá, 170.000. Và anh em mua số lượng nhiều ấy thì chắc chắn là giá nó sẽ hấp dẫn hơn rồi. Đấy, mua từ trên 10 cái thì em sẽ hỗ trợ cho anh em cái giá và phí vận chuyển cực kỳ ưu đãi nhá. Anh em mua lẻ một vài cái thì vui lòng là 170.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em cái dòng bóng 4 cánh này nữa. Cái dòng bóng 4 cánh này ấy, thì công suất của nó là 65W. Đấy. Công suất của nó là 65W và nó có thể là tách ra được như một cái quạt trần như thế này. Đó, và nó rất là sáng. Nhà em cũng đang dùng để quay cho anh em đây. Đó, công suất của nó là 65W nhưng mà đo thực tế của nó chỉ có 60W thôi. Đấy, đo thực tế của nó điện áp ra chỉ có 60W thôi. Mà chất lượng của nó ánh sáng cực kỳ là sáng luôn. Đấy. Và nó có thể úp lên và mở ra như một cái quạt trần như thế này. Đấy. Và báo giá luôn cho anh em là 100.000 đồng một quả như này nhá. Đấy. Đợt này là lô này về là cực kỳ là rẻ luôn. Em ôm rất là nhiều nên là lấy được cái số lượng cực kỳ là rẻ luôn. Còn bình thường ngày xưa là em toàn cái giá là toàn là 140.000 đến 150.000 một cái bóng như này. Đấy, bây giờ em sẽ test cho anh em nhé. Ở đây là em sẽ test luôn cho anh em luôn. Đấy, em lắp vào một cái đuôi đèn như này. Đấy.
Đây anh em và các bác có thể là quan sát cái này nhá. Đấy. Đấy, rất là sáng nhá anh em nhá. Bóng này rất là sáng này. Rất là sáng luôn. Đây để em chúi xuống cho anh em xem này. Đây. Các bác thấy không? Rất là sáng, sáng đến nỗi mà điện thoại của em cái ISO nó lên cao, đâm ra nó là sáng. Đấy, rất là sáng nhá. Đây để em chúi xuống nào. Đó, rất là sáng này, tắt mở này. Đó, sản phẩm này thì giá luôn cho anh em là 100.000 đồng nhá, 100.000 đồng một quả. Một quả bóng con mét này, à một quả bóng 4 cánh này nhá. Ok anh em. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là những cái dòng băng keo của Nhật nhá. Băng keo của nội địa Nhật. Ở đây thì nó rất là nhiều đa dạng chủng loại màu. Đấy, từ màu đỏ này, màu vàng này cho đến màu trắng, màu đen. Đó thì ở đây là nó là hàng của Made in Japan nhá, da băng này. Đấy, anh em mà có thể anh em và các bác có thể nhìn này. Đấy, ở bên trong này. Đó, hàng này thì cực kỳ là chất lượng luôn, độ dày của nó cũng rất là dày nhưng mà cũng có những cái quận nó rất là mỏng như này nhá. Đấy thì giá của nó là 80.000 đồng trên một ký nhá. 80.000 đồng trên một cân như này mọi người nhá. Đó. Một ký cái này rất là nhiều, một cân của này nó đâu đó khoảng là mười mấy cái quận như thế này. Nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào. Thí dụ như là quận to này thì mình sẽ là ít cân hơn. Đấy, ít quận hơn, một cân thì ít quận hơn. Và những quận mỏng như thế này thì nó là nhiều hơn. Đấy, rất là ngon. Đây vẫn còn nguyên seal này. Đấy, rất là ngon nha anh em nhé. Giá là 80.000 đồng trên một ký băng keo điện của Nhật nhá. Ok anh em. Phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em một cái bộ bấm bông tai thương hiệu Winling. Đấy, đây là một cái thương hiệu Winling của Đức nhá anh em nhá. Đấy, thì một cái hộp này cực kỳ là đỉnh cao rồi. Đấy, ở trên thị trường này có rất là nhiều loại nhưng mà để sàng lọc ra thì em thấy cái bộ này là cực kỳ là chất lượng. Đó, thì nên là em mang về giới thiệu đến cho anh em để anh em có đồ mọi người dùng tốt, đồ tốt mọi người dùng nhá. Đấy, nó đến từ thương hiệu Winling. Đấy, nó giống như một bộ dao mà em có giới thiệu cho các bác rồi đó. Thì để một lát nữa là em sẽ giới thiệu đến cho mọi người những cái những cái thiết bị về nhà bếp nhá. Nhà bếp Nhật cũng như là Đức. Đấy, ở đây là một cái bộ như này thì nó sẽ gồm cho mình là một cái hộp nhôm rất là tuyệt vời luôn. Hộp nhôm rất là xinh xắn thì các bác có thể làm quà tặng, quà biếu rồi mình dùng. Đấy, rất là ok nhá. Sản phẩm này thì báo giá luôn cho anh em là 250.000. Thì nó sẽ bên trong là nó sẽ có ba cái cắt móng tay ở đây. Đầu tiên thì nó là một cái bấm móng tay nhỏ thương hiệu Winling, có logo thì người ta đã được dập ở đấy rồi. Phần đằng này thì nó là một cái khe để chúng ta đựng rác nhá, đựng rác. Đấy, khi mà chúng ta ngồi chúng ta bấm móng thì nó sẽ không bắn vào mặt người ngồi bên cạnh mình. Đấy, rất là ngon luôn. Rất là ngon và sang trọng nhá. Anh em mà dùng cái bộ này mà đi làm quà tặng, quà biếu thì rất là tuyệt vời và rất là sang trọng luôn. Ở đây là một cái bộ bấm móng lớn nữa này. Bấm móng lớn này thì chúng ta có thể dùng bấm để bấm móng chân nhá. Đấy, bấm những cái móng mà nó độ dày, nó rất là dày, móng dày thì chúng ta dùng cái bấm móng lớn này. Ví dụ như là ông bà ta thì móng nó hay dày cộp lên rồi á thì chúng ta dùng cái loại lớn này. Lớn này. Đấy, bấm rất là nhẹ nhàng. Đó, và cái thêm một cái móng này nữa, đó là cái bấm khóe móng nhá. Khi chúng ta có những cái khóe này, những khóe này thì chúng ta sẽ lách vào đây được, chúng ta sẽ bấm. Đấy, chúng ta bấm là lách này. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Đây là móng tay thì em cắt cụt hết rồi. Đó, sản phẩm này thì giá luôn cho anh em là 250.000 đồng. 250.000 đồng một cái hộp như này. Rất là xinh xắn nhá. Và đây, vỏ hộp của nó như thế này anh em nhá. Và có mã vạch mã code cho anh em quét đàng hoàng. Hàng của thương hiệu Winling. Đấy, Winling là nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của nước Đức. Đó anh em nhá. Giá thì rất là rẻ thôi, chỉ có 250.000. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là một chiếc cây đèn pin của cảnh sát Nhật. Cái đèn pin này thì nó có rất là nhiều chức năng. Ở đây dưới này, ở trên đầu đi là có một cái phần đầu phá kính này, bên hông này nó là một cái viên pin viên nam châm, ở phần góc này nó là một cái phần cắt dây nhá,
phần cắt dây này. Đấy, và hàng này thì nó được làm bằng nhôm nhé, nó được làm bằng nhôm. Ở bên dưới này thì nó là một cái la bàn để chúng ta có thể là làm cái thao tác đo tìm kiếm phương hướng. Ở cái phần đây là nó thiết kế hai cái giải bóng led này. Đấy, một giải bóng led là màu đỏ và một giải bóng led là màu trắng. Cái mắt bóng led này thì là cái mắt màu xanh ở giữa này, là nó là cái bóng báo nguồn pin nhé, tức là bên trong nó còn pin thì nó sẽ vẫn còn báo ở đây đó. Và bên trong góc này thì xoáy ra, các bác xoáy ra này, đấy thì là góc sạc này, góc dây sạc bóng báo nguồn này, rồi là cái USB mình từ cái đèn pin này sạc qua các thiết bị khác đó. Ở đây thì nó sẽ kèm thêm cho anh em là một cái dây sạc như thế này, và các bác cắm vào đây cho em nhé, cắm vào đây cho em. Đấy, cắm vào cái đầu nhỏ nhé. Và cái phần đầu lớn này thì chúng ta sẽ dùng để cắm vào các thiết bị, cái củ sạc điện thoại nhà mình. Còn sản phẩm nó sẽ không bao gồm cho mọi người là cái củ sạc, chỉ gồm cho mọi người cái dây thôi đó. Thì anh em cắm vào là bóng báo nguồn nó lên, bóng báo nguồn nó lên và sạc đó. Và có chức năng là từ cái con đèn pin này sạc qua các thiết bị khác được. Thì anh em mà cắm cho em ở cái này nhá, cắm cho em ở cái lỗ to này. Đấy, chỉ đổ đầu ngược lại thôi và cắm các thiết bị khác, thí dụ như em đang sạc điện thoại ở đây. Đấy, thí dụ như cái con này sạc qua cho điện thoại. Đấy, rất là ngon. Và bây giờ em sẽ bật tính năng lên cho anh em nhé. Đấy, anh em mới vào giúp em Thanh một nút like. Em cảm ơn toàn thể anh em nhé. Đấy, chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình. Đó. Thì con này rất thích hợp cho anh em là làm bảo vệ này, rồi là cũng như là anh em làm quán cơm này, hoặc là các bác có thể dùng cái này siêu tầm hoặc là cầm đi soi rọi rất là ngon lành luôn. Kích thước của nó này đâu đó là hơn 20 phân một chút xíu thôi, hơn 20 phân một chút xíu thôi, cầm rất là vừa vặn như này đó anh em và các bác này. Đấy, bây giờ em bật lên cho anh em xem này. Đấy, đây là một cái một chế độ đằng trước nhá. Đấy, ấn một thêm nút nữa thì nó sẽ giảm và nó sẽ là rọi hơn, rọi hơn. Ấn một nút nữa là nó sẽ nháy nhá, nháy như kiểu cảnh sát bên Nhật nó nháy bắt truy đuổi đấy. Đấy, hoặc là cảnh báo này. Ấn nó phát nữa là tắt. Khi mà các bác muốn giữ các bác muốn chuyển sang cái phần ở bên dưới này thì các bác giữ lì cho em 3 giây nhá. Đấy, giữ lì cho em 3 giây và nó lên. Đấy, thì lại có các chế độ như ở trên bóng trên đầu. Đấy, bây giờ các bác muốn chuyển sang chế độ màu đỏ này, cảnh báo US này, lại giữ lì cho em 3 giây như này. Đó. Và ấn thì nháy chậm này. Đó, ok anh em nhé. Đấy, và giữ lì là chuyển sang chế độ đằng trước nhé. Đấy, rất là sáng luôn. Giá của sản phẩm này là 280.000 đồng anh em nhé, 280.000 đồng. Dây đeo này, đấy, dây quàng vào tay để chống vỡ nhé, chống rơi vỡ nhé, rất là tuyệt vời luôn. Đó, ok anh em. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em, đó là một cây dìu của Đức. Đấy, cái dìu này thì hồi trước thì em bán rất là nhiều, đợt này nó mới lại về hàng này. Đấy, và hôm nay xả kho thanh lý nốt cho anh em luôn. Đó, còn có vài cây thôi. Hàng này nó là hàng dìu Đức nhá. Đấy, hàng dìu Đức nó đến từ thương hiệu Master này, Master Tool này, Made in Germany này. Đó. Và con này thì nó trọng lượng của nó là 600g, thì rất thích hợp cho anh em chặt củi này, chặt cây cối này, chặt xương sáu. Nó trọng lượng 600g thì đâu đó nó cũng như một cái con dao dao chặt thông thường của mình thôi. Đó. Và điều quan trọng hơn là nó được làm bằng sợi thủy tinh, cán được làm bằng sợi thủy tinh, nó hàng đúc như này. Đấy, nên là các bác không cần phải lo là bị long cán hay như nào cả nhá các bác nhá. Đấy. Và bên ngoài này được thiết kế là một cái lớp vỏ bọc nhựa rất là cầm, rất là độ có độ ma sát ở đây. Đấy, hàng Mastero này. Đó, thương hiệu của nó đây. Đấy, thiết kế rất là ngon lành. Và giá sản phẩm này chỉ có 270.000 thôi. Thanh lý nốt cho anh em còn vài cây. Hôm trước là giá là 300.000 đồng, nhưng nay thì em sell giá xuống cho anh em, thanh lý nốt cho anh em còn có 270.000, còn vài cây. Anh em nào cần thì liên hệ nhá, liên hệ. Và kích thước của nó nhá, để em đo kích thước luôn. Con này nặng là 600g. 600g. Thì kích thước của nó này là 34 phân đi, gọi cho 34 phân anh em nhé.
và cái mặt lưỡi của nó này, chiều ngang của mặt lưỡi này là 15 phân, 15 phân. Đấy, cái nguyên cái lưỡi này nó là 10 phân này. Đấy, chiều dài của mong cái đầu lưỡi. Còn chiều ngang của cái đầu cán búa rìu này là 15 nhá. Đó, sản phẩm này là giá là 270.000 đồng anh em nhá, 270.000 đồng. Tiếp theo thì em còn vài cây của đến từ thương hiệu Inco. Con này thì trọng lượng của nó sẽ nặng hơn nhá, nặng hơn con rìu Đức kia. Và con này trọng lượng của nó lên tới 1 cân, 1 cân, cũng được làm bằng cán thủy tinh, cán sợi thủy tinh. Và cái gì nhỉ, cái cán của nó được được làm dài hơn, dài hơn con rìu Đức đấy, dài hơn con rìu Đức đây, anh em có thể so sánh này. Đấy, dài hơn con rìu Đức và trọng lượng của nó đã nặng hơn rồi. Cán được làm, cũng được làm bằng sợi thủy tinh và bọc nhựa, thương hiệu đến từ thương hiệu Inco. Đấy, Inco thì nó là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng rồi, anh em và các bác lên mạng thì cũng có biết cái dòng thương hiệu này rồi. Đó, rất là sắc bén luôn. Con này 1 ký thì anh em phang phập thoải mái, chặt cây chặt củi thoải mái được, chặt cả xương. Đó, giá của sản phẩm này thì hôm trước là 250.000 này. Đấy, hôm nay thì em thanh lý nốt cho anh em còn đâu đó khoảng chục cây thôi. Đấy, anh em mà chốt nhanh thì còn nhá. Chục cây thì giá là 230.000 đồng anh em nhá. Đó, sản phẩm, tất cả sản phẩm ở đây là chưa bao gồm cái phí vận chuyển. Đấy, anh em hóa đơn từ trên 400k nhá. Hóa đơn từ trên 400k thì em thanh sẽ hỗ trợ cho mọi người cái phí vận chuyển nhá, ok anh nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là một cái bộ tun mini của Đức. Đấy, bộ tun mini này thì bên trong này, bên ngoài thì nó là có một cái hộp này rất là xinh xắn này. Và bên trong này rất là nhiều các chi tiết nhá. Đấy, nguyên cái hộp không, nó chất liệu nó đã làm nó rất là ngon lành rồi, rất là ngon lành rồi nhá. Đó, thì ở phần này có một cái phần đẩy lên để chúng ta dùng xong chúng ta treo vào tường. Nếu dùng cho anh em nào hay dùng nhất nhá, hay dùng thì treo tường, không thì chúng ta sẽ dùng bỏ vào cái thùng đồ nghề. Đó, các bác đẩy theo chiều mũi tên giúp em này là nó mở ra nhá. Đấy, chất nhựa của nó cực kỳ là bên ngon lành rồi, nó hộp nhựa bên ngoài. Bên trong này thì nó gồm cho chúng ta là những cái đầu dẹt này, đầu bác ke này, đầu bác ke từ PF0 cho đến đầu PH2 này, rồi đầu T6 là đầu hoa thị nhá, đầu hoa thị này, từ T6 cho đến T30, tức là đầu hoa thị. Và trên góc trên này nó rất là nhiều đầu. Đấy, để chúng ta xoáy. Ở phần dưới này thì nó có những cái đầu khẩu lục, đầu khẩu để chúng ta xoáy những con ốc. Thì các bác lưu ý cho em nhé, bộ này bộ mini nên là xoáy được những cái con ốc là từ 5 cho đến 14 mm. Đấy, con ốc từ 14 thôi, 14 đổ lại đến con ốc số 5. Đấy, này anh em lưu ý cho em nhé, không để bảo con này nó rất là bé, không xoáy được thì nó gửi đến cho anh em lại gửi về nó mất công lắm anh em. Đó, và bên trên này thì nó là một cái phần nối dài này. Đấy, một cái phần nối dài như này. Đấy, một cái tai, một cái ốc tai để chúng ta xoáy, chuyên xoáy của đồ Nhật này. Một cái phần nối sang đầu bu lông này. Đấy, thì ở đây nhá, các bác này dùng có thêm hai cái tai như này, hai cái tai xoáy như này. Đấy, hàng Made in Germany này. Đấy, Made in Germany. Và anh em và các bác ấn cho em nút này là nó sẽ đảo được 180 độ nhá, 180 độ. Khi mà các bác ở trong góc khuất ấy, có một những cái con ốc ấy, ốc khó nhá, thì chúng ta lách vào như này, chúng ta sẽ xoáy được luôn. Đấy, chúng ta xoáy được luôn. Và nó có chế độ xoáy nhanh nhá, xoáy gọi là xoáy nhanh. Đấy, rất là ngon luôn anh em nhá. Đấy, đảo chiều này. Đảo chiều này, một nấc giữa là nó thành một cái tô vít đứng yên luôn. Thành một tô vít đứng yên luôn. Đấy, các bác có thể là dùng thành một cái tô vít như này. Đấy, anh em và các bác để ý giúp em này, cái khớp của nó này rất là khít luôn. Còn đồ lởm khởm thì nó rất là cong vênh luôn mọi người nhá. Đấy, còn hàng này cực kỳ là chất lượng. Cái phần đầu này chúng ta cũng có phần đảo chiều nhá, đảo chiều hàng Made in Germany. Made in Germany. Đấy, về cách dùng thì chắc chắn là các bác biết rồi. Đây là cộng thêm một cái phần nối như này nữa, xoay góc khó như này nữa. Đấy, anh em có cần thiết thì có thể xoáy vào đây. Để em xoay cho anh em xem nhé. Để em xoay thử cho anh em một cái ở góc khó luôn. Đây,
đấy này. Đấy, anh em thấy không? À, nó đang đây. Đấy, đây là góc khó nhá. Nói chung là bộ này rất là tiện lợi luôn. Anh em lắp được cả đầu khẩu luôn nhá, lắp được cả đầu khẩu. Và giá sản phẩm này là 400.000 đồng. Anh em lên mã cho em nhá. Đó là bộ tun mini. Đấy, bộ tun mini của Đức. Đó, anh em nào quan tâm thì liên hệ với em Thanh nhá. Đấy, số điện thoại em đã có đề cập trên màn hình rồi. Đó, rất là ngon lành, giá là 400k. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em, đó là một bộ mũ khoan tháp của Nhật. Nó đến từ thương hiệu Unica. Đấy, nó đến từ thương hiệu Unica Japan anh em nhé. Thì bộ khoan tháp này là rất thích hợp cho anh em làm nghề, cũng như là anh em dùng trong gia đình hay thích chế cháo. Đó, thì sản phẩm này á, sản phẩm này là nó có gồm cho mình là 5 lưỡi, à 5 cái mũi đầu mũi như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Anh em và các bác có thể là xem cái chất lượng mũi của nó này. Đấy, ở đây là các thông số của nó nhé, thông số. Đấy, đây là chất lượng mũi của Nhật này. Đó, và đây là con lớn nhất này, và con nhỏ nhất của nó đây. Đây là hai con nhỏ nhất của nó này. Thì tùy thuộc vào anh em có thể là dùng nhé. Dùng khi mà các bác muốn khoan những cái lỗ nhỏ thì chúng ta sẽ cho vào những cái đầu nhỏ này. Đấy, thích lỗ to thì cần lỗ to thì chúng ta sẽ ấn thật sâu vào thì nó là lỗ to nhé. Cái này thì anh em lắp vào cho em những cái đầu của máy pin nhé. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Thì sản phẩm này thì hôm nay Thanh lý nốt cho anh em là 280.000 đồng. 280.000 đồng một hộp mũi khoan tháp như này anh em nhé. Đấy, bộ mũi khoan tháp của Nhật 280.000 đồng. Ok anh em. Sản phẩm tiếp theo thì em muốn giới thiệu đến cho anh em, đó là những chiếc khò ga của Nhật mới về nhá. Khò ga của Nhật mới về. Ở đây thì nó có 3 màu, nhưng mà em sẽ gửi đến cho anh em là không được chọn màu nhé. Tại vì nó không nhiều, màu nó không nhiều. Đấy, thì cái khò ga này nó cực kỳ là chất lượng luôn. Phần đầu của nó rất là to luôn anh em ơi. Rất là to và chắc chắn luôn. Đó, con này anh em dùng thoải mái luôn. Dùng thoải mái, nó đến từ thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, nó đến từ thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, rất là chất lượng luôn. Và giá của sản phẩm này là 170.000 anh em nhé. Đấy, nó tự động đánh lửa, nó tự động đánh lửa. Ở đây là cái phần gió này, các bác muốn cho cái gió to, gió nhỏ này. Và cái này anh em có thể chỉnh được cái ngọn lửa rất là nhỏ nha, nhỏ. Đấy, đây phần đầu của nó này, các bác thấy không? Phần đầu của nó này rất là chắc chắn luôn. Giá của nó là 170.000 anh em nhé, 170.000. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là màu vàng này. Đấy, màu vàng gì nhỉ? Đây, màu vàng của nó này, màu vàng gold của nó đây. Đấy, và màu này là màu gì em quên mất rồi. Ok anh em nhé, 170.000. Và đây là một chiếc khò ga đồng, đúc đồng của Nhật. Nó đến từ thương hiệu Tojima. Đấy, hàng Made in Japan nhá anh em nhé. Và con này ưu điểm của nó là chắc chắn bền bỉ. Đấy. Và nhược điểm của nó ấy là chúng ta phải mồi. Đó, anh em cho ga chút xíu lên cho em nhá, xong là đưa bật lửa vào là mồi. Đấy, và ưu điểm của nó ấy là nó dùng nó bền bỉ. Đấy. Nó không hay bị hỏng nhiệt độ nóng thì nó chỉ nóng ở cái phần này thôi. Chứ còn anh em sờ cái phần đầu này thoải mái cho em. Đó. Ưu điểm của nó là nó bền bỉ anh em nhé, tại vì nó là hàng đúc đồng, hàng đúc đồng nguyên khối như này. Đấy, về anh em gắn vô vào cái bình ga, chúng ta hay khò ga dùng công việc cũng như là dùng về mồi lửa đồ ăn. Đấy, rất là ngon. Ok, sản phẩm này thì nó giá chỉ là 150.000 thôi, giá chỉ có 150.000 thôi anh em nhé. Để em lên tiếp cho anh em một số cái dòng sản phẩm về những cái đồ dùng về nhà bếp của Nhật nhá, của Nhật cũng như là của Đức. Đó, thì ở đây anh em đang quan sát rất là nhiều sản phẩm này, như là đũa Nhật này, rồi là kéo cắt gà này, đấy, rồi là bào nạo này, rồi là những cái dòng dao chặt của Nhật này, đá mài Nhật này, rồi dòng dao bầu cai, rồi là một số cái dòng thìa Đức này. Thìa Đức thì tạm hết mất rồi. Đấy, rồi bây giờ em sẽ đi chi tiết cho anh em nhé. Này thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em, đó là cái dòng kéo cắt gà của Nhật anh em nhé. Đây là dòng kéo cắt gà của Nhật, và nó
có hai mã cho anh em, đó là một cái mã màu đỏ mận như thế này, màu đỏ mận, và một cái mã màu sáng ghi như này, màu ghi như này. Đó thì anh em nào thích cái mã nào thì có thể liên hệ nhé. Con này nó là dòng kéo cắt gà đa năng của Nhật, và nó có thể cắt gà từ 3-4 cân đấy. Và chức năng của nó này, chức năng của nó là anh em hay ăn hải sản thì cái này có thể kẹp cua nhá, kẹp cua này đấy, rồi là đằng góc này đấy, đây là cái phần nút khóa nhá, này, nút khóa này đấy, nút khóa này. Ở đằng góc này thì cái phần đánh vẩy cá nhá, đánh vẩy cá khi anh em cầm này, cầm đầu một tay con cá, một tay cầm cái con này, chúng ta đánh vẩy cá. Ở đây nó tạo nên những cái vết răng như này đấy, hàng của Made in Japan đấy, Made in Japan đó. Và còn chức năng nào nữa nhỉ, còn chức năng nào nữa không đấy, phần anh em muốn cắt gà mà những cái xương gà nó lớn thì anh em nên đưa sát vào trong góc này cho em nhé, đấy rất là ngon. Thì con này, sản phẩm con này giá là 250.000 đồng, có hai màu để cho anh em và các bác lựa chọn nhá, hai màu đấy. Sản phẩm tiếp theo em giới thiệu đến cho anh em một cái dòng kéo đa năng trong nhà bếp nữa, giá chỉ có 120.000 thôi, nhưng mà cái độ chắc chắn, bền bỉ, ngon lành đấy, nó sẽ hơn cái tầm giá tiền luôn. Cái phần đầu này cũng là một cái phần đầu đánh vẩy cá này đấy, và phần cui bia này đấy, phần đây là cái phần ép ăn hải sản kẹp càng cua ở đây đấy anh em nhé, kẹp càng cua đây rất là ngon. Và cái này nó là dòng kéo bạc nhà bếp đấy, 120.000, logo thì được dập chìm ở trên thân kéo như này, phần cui bia đây. Con này cũng cắt được gà đâu đó khoảng 3-4 cân đều được hết đấy. Ở đây thiết kế một cái độ cong như này để chúng ta đưa những cái khúc xương gà vào đây, chúng ta bấm nhá, cắt cực kỳ là sắc bén luôn, độ dày của nó rất là dày, dẫn nên nó rất là khỏe, nó không yếu ớt đâu. Phần cán này thì nó được làm hàng đúc hợp kim gang nhá, hợp kim gang đấy, rất là dày dẫn luôn, cầm cực kỳ chắc chắn luôn anh em ạ. Đó, đây này em sẽ test thử cho anh em xem này. Đấy, tiếng kêu của nó rất là thanh luôn. Đấy, rất là thanh luôn. Giá sản phẩm này là 120.000. Tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho anh em đó là những cái dòng đũa Nhật. Đấy, đũa Nhật. Thì ở đây thì em sẽ giới thiệu đến cho anh em cái dòng đũa xịn nhất nhá. Đấy, xịn nhất. Bộ này xịn nhất thì giá là một vỉ như này. Một vỉ như này là 110.000 đồng. Thì nó sẽ gồm cho anh em là 5 đôi. Nó đến từ thương hiệu Shikisai anh em nhé, Shikisai. Đấy, một vỉ như này, nó đến từ thương hiệu Shikisai. Và chất liệu của nó cực kỳ là đỉnh cao anh em ạ. Đấy, chất liệu của nó cực kỳ đỉnh cao luôn. Nó được làm bằng sợi thủy tinh, chống rêu, ẩm mốc, chống cong vênh, chống được cái nhiệt độ từ 260 độ. Đấy, 260 độ nhiệt độ nóng, và nhiệt độ lạnh là âm 10 độ C. Đấy, phần cán của phần đầu đũa của nó này được thiết kế những cái vân nhám như này để gắp không bao giờ bị trơn trượt luôn. Đấy, chất liệu đây anh em ơi, chất liệu cực kỳ là chất lượng luôn. Phần logo thương hiệu được dập chìm trên thân đũa luôn. Đấy, em sẽ view sát cho anh em có thể là cảm nhận được thực tế nhất nhá. Phần đầu này thiết kế những cái đường hoa văn, và con này chiều dài của nó là 43 phân anh em nhé, 43 phân, rất là ngon lành, cầm rất là vừa vặn và rất là nhẹ nhàng nhé, nó không như dòng là đũa đi nốc đâu mọi người nhé, rất là nhẹ nhàng, giá chỉ có 110.000 đồng thôi. Đây là bộ đũa này là sang chảnh cho các đại gia của bên Nhật đấy mọi người nhé. Đấy, nhiều anh em hay trêu đùa em là đũa này có gắp rau ra thịt được không? Đó, thì bộ này giá là 110.000 đồng nhá. Và bây giờ em sẽ lên cái bộ giá rẻ bình dân nhất của Nhật đây. Một vỉ như này, bộ bình dân nhất của Nhật, một vỉ như này là 10 đôi và giá là 100.000 đồng. Đấy. Thì bộ này nó cũng được làm bằng sợi thủy tinh, nhưng mà nó gia công nó không đẹp bằng cái bộ vừa nãy em đã giới thiệu, bộ 5 đôi kia. Đấy, và con này kích thước của nó cũng là 43 phân anh em nhé, 43 phân,
Bộ này gia công thì nó sẽ không đẹp bằng. Nó cũng được làm bằng sợi thủy tinh. Đấy. Và chịu được nhiệt độ thì nó sẽ chịu được nhiệt độ thấp hơn mọi người nhé. Chịu được nhiệt độ thấp hơn. Chịu được nhiệt độ là 210 độ C nhé. 210 độ C âm là 10 độ C. Và kích thước của nó là 24 phân, 24,3 phân chứ anh em. Đấy, 24,3 phân. Và hàng made in Japan này. Hàng made in Japan. Đấy, nó đến từ thương hiệu Shikisai. Shikisai. Đó, ok anh em. Và một vỉ như này là 10 đôi, giá là 100.000 đồng. Đấy, dành cho anh em dùng nhá. Đấy, phổ thông nhất đấy. Đấy. Nó cũng được làm sợi thủy tinh, chống cong vênh, ẩm mốc các kiểu luôn. Tiếp tục thì đây là cái hàng chảo của thương hiệu Shikisai nữa. Ở đây thì em đang có hai cái mã chảo này. Hai cái mã chảo. Thì ở đây là cỡ đường kính của nó là đường kính 28 và đường kính 24. Đấy. Và con này là con chảo đá nhé. Đây là con đường kính 24 này. Đường kính 24 này. Nó đến từ thương hiệu Shikisai. Đấy, hàng chuyên làm đồ về nhà bếp Nhật. Thì con này nó được thiết kế rất là ngon lành. Đấy, rất là ngon lành ở đây. Anh em rất là sâu này, sâu lòng này. Anh em dán này, rồi xào này, rồi các kiểu ở đây được. Đấy, chiên dán đều được hết nhá. Và cái phần đít này nó làm cho mình những cái vân nhám như này, khi mà anh em đặt trên những cái bếp từ Nhật, bếp từ Đức hoặc đựng những cái bếp từ châu Âu. Đấy, thì nó không bị trơn trượt, nó không bị trơn ở trên bàn bật bếp này nhá. Đấy, nó tạo nên một cái ma sát. Và thương hiệu của nó này nó được dập chim ở trên đít chảo luôn, Shikisai này. Đấy, made in Japan ở dưới này này. Đó, dập chìm luôn anh em nhé, dập chìm luôn. Đấy, con này đường kính 24. Đó, kể cả mà anh em dán trứng không cần mỡ cũng vẫn dán được, ngon lành. Đấy, anh em để ý chất liệu của nó giúp em này. Đó, sản phẩm này thì giá của nó là 24 là 350.000 đồng, 350.000 đồng. Và đường kính 28 là 400.000 đồng anh em nhé, 400.000 đồng. Đó, ok anh em. Rồi ok, sản phẩm thì còn rất là nhiều nhưng mà em Thanh chưa kịp mà lên hết video được cho mọi người, giới thiệu chi tiết hết được cho mọi người. Chỉ sợ mọi người là không có thời gian xem thôi. Nên là em tạm thời dừng cái video ở đây nhá. Anh em yêu quý em Thanh thì có thể giúp em một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, để khi nào mà em đăng tải những cái video mới lên, những cái dòng sản phẩm mới lên hay là thanh lý một số cái món hàng thì anh em có thể cập nhật ngay được. Đấy, rồi ok. Em Thanh xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ok anh em nhé.